tuyên án tử hình cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng, sinh năm 1971, cựu trưởng phòng tài chính kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ra xét xử về tội tham ô tài sản. Liên quan đến vụ án, tòa cũng đưa hai cựu viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là Đặng Đức Anh, sinh năm 1964 và Nguyễn Trần Hiển, sinh năm 1954. Phạm Sơn Thủy, sinh năm 1959, cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Rút ruột tiền nhà nước trong thời gian dài. Theo cáo trạng, tháng 2 năm 2023, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ký. Nội dung đơn phản ánh, ban lãnh đạo viện đã kiểm tra tài khoản và đối chiếu kiểm tra sổ sách của phòng tài chính, kế toán, phát hiện trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Nguyễn Hoàng đã có hành vi rút 110 tỷ đồng từ 4 tài khoản của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhưng không nhập quỹ tiền mặt của viện. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 2 năm 2023, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mở 6 tài khoản tại một ngân hàng. Trong quá trình quản lý, sử dụng, Nguyễn Hoàng với vai trò là kế toán viên, kế toán trưởng trưởng phòng tài chính, kế toán Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có hành vi viết khống 409 giấy rút tiền, xét vào ủy nhiệm chi, gọi chung là giấy rút tiền, để rút số tiền hơn 246 tỷ đồng. Sau khi rút tiền, Hoàng không nhập quỹ đơn vị, không nộp lưu các chứng từ rút tiền. Tự theo dõi biến động số dư 6 tài khoản, do Hoàng chỉ sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký, nhận tin nhắn ngân hàng, không báo cáo chủ tài khoản và phòng tài chính, kế toán. Trong tổng số tiền đã rút trên, có hơn 94 tỷ đồng sau khi rút ra, Hoàng đã nộp lại vào các tài khoản đã rút, mục đích để các tài khoản trên luôn còn tiền, tránh bị phát hiện việc rút tiền. Số tiền hơn 152 tỷ đồng còn lại, Hoàng chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Thủ đoạn phạm tội của Nguyễn Hoàng là khi trình ký các giấy rút tiền, anh ta đã viết khống đề xuất tạm ứng của các đơn vị, phòng ban thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, lợi dụng những lúc Nguyễn Trần Hiển, Đặng Đức Anh và Phạm Sơn Thủy bận rộn công việc để trà trộn các giấy rút tiền vào tập văn bản, chứng từ cần ký gấp để những cá nhân trên ký, phê duyệt trên các giấy rút tiền. Ngoài ra, từ năm 2009 đến năm 2017, do Nguyễn Hoàng đã sửa đổi số liệu trên các báo cáo tài chính nên khi duyệt báo cáo cuối năm, lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng như vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế không phát hiện được việc anh ta chiếm đoạt tiền. Thời điểm từ 2018, với tư cách là kế toán trưởng, Nguyễn Hoàng đã khất nợ báo cáo tài chính với vụ kế hoạch, tài chính. Vụ kế hoạch, tài chính đã có hai công văn đôn đốc nhưng Nguyễn Hoàng vẫn không thực hiện. Ngoài ra, để che giấu hành vi rút tiền từ 6 tài khoản nêu trên, Nguyễn Hoàng đã rút tiền từ tài khoản này rồi lại nộp sang tài khoản khác hoặc nhiều lần vay, mượn tiền từ người thân, bạn bè để nộp tiền vào các tài khoản khi các tài khoản này cần tiền để sử dụng, quyết toán, kết thúc dự án. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Nguyễn Hoàng chỉ sử dụng cá nhân và đánh bạc theo hình thức chơi lô, đề, không chi cho bất kỳ ai. Hai đời viện trưởng nhắm mắt ký bừa. Đối với Đặng Đức Anh, cựu viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, theo cáo trạng, ông Đức Anh đã thiếu kiểm tra, giám sát thông tin người nhận tiền đứng tên Nguyễn Hoàng, không kiểm tra xem có đề xuất phương án chi, chứng từ quyết toán chi, sự cần thiết phải rút tiền từ tài khoản hay không mà chỉ tin tưởng vào chữ ký xác nhận của kế toán trưởng là Phạm Sơn Thủy và Nguyễn Hoàng nên đã ký giấy rút tiền. Với vai trò thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản nhưng Đặng Đức Anh đã không thực hiện việc kiểm tra quỹ tiền mặt của đơn vị, không thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu số dư trong các tài khoản ngân hàng, dẫn đến việc Nguyễn Hoàng nhiều lần rút tiền trong thời gian dài nhưng không được phát hiện kịp thời để có biện pháp ngăn chặn. Tổng số tiền thất thoát trong giai đoạn Đặng Đức Anh làm viện trưởng, chủ tài khoản là hơn 129 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Trần Hiển, Hoàng biết ông này hoàn toàn tin tưởng Phạm Sơn Thủy. Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 2 năm 2015, sau khi đã có chữ ký của ông Thủy trên các chứng từ rút tiền, bị cáo đã chuyển các giấy rút tiền đến Nguyễn Trần Hiển để trình ký kèm theo các tài liệu cần ký gấp để ông Hiển không phát hiện. Quá trình duyệt ký các giấy rút tiền do Nguyễn Hoàng trình ký, Nguyễn Trần Hiển đã thiếu kiểm tra, giám sát thông tin người nhận tiền đứng tên Nguyễn Hoàng, không kiểm tra xem có đề xuất phương án chi, chứng từ quyết toán chi, sự cần thiết phải rút tiền từ tài khoản hay không mà do tin tưởng Phạm Sơn Thủy là kế toán trưởng. Tổng số tiền thất thoát trong giai đoạn ông Hiển làm viện trưởng, chủ tài khoản là hơn 23 tỷ đồng. Sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng mức án tử hình. Với tội danh bị truy tố, Đặng Đức Anh, Nguyễn Trần Hiển cùng bị tuyên phạt 3 năm tù và Phạm Sơn Thủy bị tuyên phạt 4 năm tù. Nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng.
chiếc ghế đặc biệt trong phòng làm việc của cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục. Mỗi khi đến đưa tiền hối lộ, bị can Tô Mỹ Ngọc và bị can Nguyễn Chí Minh đều ngồi đúng chiếc ghế đặc biệt ở vị trí đầu tiên trong phòng làm việc của cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục. Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị can Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng và bị can Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Người mà bà Ngọc, ông Minh đưa hối lộ là cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục Nguyễn Đức Thái. Ông Thái nhận lời giúp đỡ, tạo điều kiện để công ty của bà Ngọc, ông Minh trúng các gói thầu mua sắm khi nhà xuất bản giáo dục mua giấy in để in sách. Theo kết quả điều tra, trước khi nhà xuất bản giáo dục triển khai việc mua sắm giấy in, khoảng tháng 6, 7 đến 2017, bà Tô Mỹ Ngọc đến gặp và được ông Thái đồng ý tạo điều kiện cho tham gia trúng thầu cung cấp giấy in. Được trúng thầu, tháng 12 năm 2017, bà Ngọc tự tay chuẩn bị số tiền 3 tỷ đồng từ quỹ cá nhân để ở nhà gồm 6 cọc tiền đựng trong túi xách giấy loại đựng quà Tết. Bà Ngọc xách túi tiền đến phòng làm việc của ông Thái tại tầng 9, trụ sở nhà xuất bản giáo dục. Khi vào phòng làm việc, bà Ngọc ngồi ở ghế đầu tiên, dãy có 3 ghế, để túi tiền cạnh bàn uống nước và nói có chút quà cảm ơn ông Thái đã giúp công ty trúng thầu. Sau khi bà Ngọc về, ông Thái mở túi kiểm tra và cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc. Trong các năm từ 2018 đến 2021, đều đặn hàng năm, bà Ngọc đều đến phòng làm việc của ông Thái đưa số tiền 4 tỷ đồng để cảm ơn sau khi trúng thầu. Cách thức đưa tiền các năm đều giống nhau, thường vào dịp cuối năm hoặc đầu năm dương lịch, bà Ngọc tự chuẩn bị 4 tỷ đồng gồm 8 cọc, mỗi cọc 10 thép, mỗi thép 50 triệu đồng, được bọc kín, đựng vào một túi đựng quà Tết, có hai quai sách và được buộc lại, sau đó úp ngược lại cho vào túi giấy cùng loại. Bà Ngọc xách túi tiền và một mình đến phòng làm việc của ông Thái, đều ngồi đúng ghế đầu tiên, để túi tiền cạnh bàn nước và nói có chút quà biếu cảm ơn ông Thái. Khi bà Ngọc đưa tiền, không có ai chứng kiến. Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2018 đến 2022, bà Ngọc đều đưa cảm ơn ông Thái số tiền 200 triệu đồng trên năm. Số tiền này gồm 4 thép, mỗi thép 50 triệu đồng đựng trong phong bì giấy A5. Tổng số tiền bà Ngọc đã đưa là 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định từ 2017 đến 2018, bà Ngọc đưa hối lộ cho ông Thái 20 tỷ đồng để được trúng 13 gói thầu, tổng trị giá 2.100 tỷ đồng. Chỉ phê duyệt khi có tên doanh nghiệp thân thiết. Ngoài ra, cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục còn nhận hối lộ của bị can Nguyễn Chí Minh. Theo kết quả điều tra, năm 2017, ông Minh và trợ lý ra Hà Nội gặp ông Thái, giới thiệu công ty Minh Cường Phát là công ty cung cấp các loại giấy cho nhà xuất bản giáo dục trước đây. Ông Minh đề nghị tiếp tục được cung cấp giấy và được ông Thái đồng ý. Sau khi được đưa vào danh sách và trúng thầu, tháng 9 năm 2017, ông Minh và trợ lý tiếp tục ra Hà Nội, rút 400 triệu đồng, mua một hộp bánh, một chai rượu để trong túi giấy màu trắng rồi đến trụ sở nhà xuất bản giáo dục. Khi đến nơi, ông Minh lên phòng làm việc của ông Thái, ngồi ghế đầu tiên và đưa túi quà cảm ơn. Cũng trong năm 2017, công ty Minh Cường Phát trúng thêm một gói thầu. Ông Minh và trợ lý lại bay ra Hà Nội, rút 2,5 tỷ đồng, mua hộp bánh, chai rượu và để vào túi xách đến cảm ơn ông Thái. Những năm sau đó, từ 2018 đến 2020, cứ khi trúng thầu, ông Minh lại ra Hà Nội đến phòng làm việc của ông Thái, ngồi đúng chiếc ghế đầu tiên và đưa túi quà cảm ơn ông Thái. Số tiền cảm ơn có một lần là 1 tỷ đồng, hai lần còn lại mỗi lần 500 triệu đồng. Theo kết quả điều tra, ông Minh đã đưa hối lộ 4,9 tỷ đồng để được Nguyễn Đức Thái tạo điều kiện trúng, thực hiện 5 gói thầu, tổng trị giá 209 tỷ đồng. Quá trình giúp đỡ các doanh nghiệp thân thiết, khi cấp dưới trình danh sách ngắn các nhà cung cấp được gửi hồ sơ yêu cầu. Ông Thái thấy có tên các công ty của bà Ngọc, ông Minh thì mới đồng ý phê duyệt danh sách. Khi có kết quả chấm thầu, ông Thái thấy các công ty này trúng từ 1 đến 3 gói thầu thì mới phê duyệt.